Thưa cho con hỏi, trong bài kinh Chuyển Pháp Luân nói về diệt đế, đó là sự xa lánh trọn vẹn và diệt tận chính ái là chấp thủ ấy. Còn trong 12 nhân duyên, ái xếp hạng thứ 8 và vô minh xếp hạng thứ nhất. Như vậy Phật nói chỉ có cách duy nhất đưa đến giải thoát giác ngộ là diệt ái, còn 11 mắt xích khác trong chuỗi 12 nhân duyên ta hoàn toàn không thể chủ động diệt được nó, phải hay không? Ví dụ có giả thuyết cho rằng phải diệt vô minh trước thì tự nhiên minh giác ngộ sẽ và tâm ta sẽ tự động từ bỏ những thứ không cần thiết, liệu điều đó có đúng chánh pháp hay không? Quý vị đọc kinh mà quý vị hiểu sai nghĩa kinh thì đó là rất là oan cho Phật. Cái vòng tròn 12 duyên khởi đó nó tương tự với một cái mắt xích, mà chỉ cần bất kỳ một cái mắt xích nào, bất kỳ một cái mắt xích nào nó bị đứt thì đều có thể phá vỡ cái vòng tròn đó. Cho nên có bài kinh Đức Phật nhấn mạnh chỉ cần phá vỡ cái vô minh là tự nhiên vô minh diệt, thì hành diệt, thức diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, vân vân. Có nơi thì Đức Phật nhấn mạnh chỉ cần giải quyết cái vấn đề là sáu căn đối với sáu cảnh, chỉ cần cái việc thu thúc nó lại thì có thể giải quyết được cái vòng tròn duyên khởi. Có bài kinh á, Đức Phật nói rằng chỉ cần giải quyết ở chỗ xúc thôi, có nghĩa là các cái cảm thọ lạc thọ khổ, thọ phi lạc phi khổ, anh chỉ cần giải quyết ngay cái mắt xích đó là giải thoát giác ngộ. Có bài kinh Đức Phật nói là chỉ cần giải thoát cái ái, thì chính vì giải thoát cái ái đó thì sẽ được giải thoát giác ngộ. Có bài kinh Đức Phật nói rằng chỉ cần giải thoát cái sự chấp thủ, thì khi giải thoát sự chấp thủ thì sẽ được giác ngộ. Có bài kinh Đức Phật nói rằng cái vấn đề là do các cái hữu, nghiệp hữu và sanh hữu, chỉ cần giải quyết được cái hữu thì giải thoát giác ngộ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bằng nhiều phương cách khác nhau, tùy theo mỗi đối tượng khác nhau mà Đức Phật đề nghị bắt tay vào một điểm khác nhau trong 12 mắt xích duyên khởi, mà chỉ cần phá vỡ được một cái mắt xích đó thì sẽ đưa đến giải thoát giác ngộ. Thành ra đó, có người nói là cái kẻ mà không đọc một cái quyển sách nào hết thì rất là đáng sợ, nhưng mà cái kẻ mà chỉ đọc một quyển sách thì còn đáng sợ hơn nữa. Khi mà chúng ta chỉ đọc một cái bài kinh ấy thì chúng ta rất dễ cho rằng cái bài kinh đó là duy nhất, và ngoài bài kinh đó ra tất cả những bài kinh khác thì đều sai hết, thì đó là một cái kẹt của chúng ta. Bởi vì mỗi một đối tượng khác nhau, Đức Phật sẽ có cách thuyết giảng khác nhau, có cách đề cập vấn đề khác nhau, mà chỉ cần giải quyết được một cái vấn đề đó, tự nhiên các vấn đề khác sẽ được giải quyết. Nên